Là bộ hả cô? Bộ không lấy tờ. Dạ. Là em uống người Việt Nam. Dạ. Cái mấy chú công an đó là cái chắc lợi đó. Dạ. Là bắt đầu giật điện chạy hết trơn. Dạ. Đi quét. Thấy làm gì nhưng mà khi công an kêu người ta ủng hộ người ta giúp đỡ mà tại nó làm lem ố chính quyền. Dạ. Con biết không? Làm xấu. Dạ. Rồi nó làm bộ. Đông luôn rồi bà con ơi, kẹt xe dữ lắm rồi. Hôm nay mới là ngày 17 á, mai mới chánh lễ mà quá đông luôn rồi. Xe này là không có xe đi rất là khó nha. Thank you.
Làm bộ hả cô? Bộ không lấy cò. Dạ. Rồi em uống rồi được ha. Dạ. Cái mấy chú công an đó là phải chắc lỡ đó. Dạ. Là bắt đầu giật điện chạy hết trơn. Dạ. Đi quét. Đi kêu. Thấy làm gì nhưng mà khi công an kêu người ta ủng hộ người ta giúp đỡ mà tại nó làm lem ố chính quyền. Dạ. Con biết không? Làm xấu. Dạ. Rồi nó làm bộ. Dạ, cảm ơn cô nhiều lắm. Sức tốt đỏ này kia đó. Rồi cái bắt đầu cái nó cái người ta dẹp đường đi lễ đó, công an lấy gọi điện làm bộ giờ chích chích cái chạy luôn, bỏ xe lăn luôn. Thank you.